Hello các anh em, sau một vài video chúng ta thay đổi không khí bằng những câu chuyện xoay quanh trái nước hoa thì ngày hôm nay chúng ta lại trở về với chủ đề chính về mùi hương. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em những trái nước hoa mà đáp ứng được hai yếu tố. Đầu tiên đó là phải thơm, có thể nó không phải xuất sắc nhưng nó phải thơm. Và cái thứ hai, nó có một cái hiệu năng mùi rất là tốt. Nói chung là khi chúng ta xịt thì đồng nghĩa kích hoạt chế độ bám mùi trên 12 tiếng. Đối với mình thì những trái nước hoa này nó sẽ đáp ứng được rất là tốt. Cái đầu tiên mình thấy rất là rõ ràng đó là về kinh tế. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ không phải xịt quá nhiều hoặc là sử dụng được một chai được rất là lâu. Vì nó bám mùi rất tốt thì thường chúng ta sẽ phải xịt rất là ít. Đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa mùi ngon bám lâu. Đó. Thực tế thì mình đã từng làm một vài video này rồi. Thì mình sẽ để ở đây để các anh em tham khảo thêm những chai nước hoa khác. Còn bây giờ chúng ta hãy ngồi thư giãn và xem video của mình. Và nếu như các bạn lần đầu xem channel này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để có thể ủng hộ mình nhiều hơn. Mình rất là cảm ơn. Cảm ơn anh em mình lên đường. Ok anh em, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Hermes và nó có tên H24. Một sản phẩm mới ra mắt trong năm vừa rồi của nhà Hermes. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều về mùi hương chai nước hoa này, nhưng đối với mình đây là một trong sản phẩm xuất sắc của nhà Hermes với cái mùi hương. Nó mang rất là đặc trưng, mang rất là rõ những cái đặc trưng mùi hương của nhà nước hoa này, đó là sang trọng, quý phái và rất là lịch lãm, đặc biệt thích hợp trong môi trường office đó, cộng thêm một hiệu năng mùi có thể gọi là khủng khiếp. Chai nước hoa này nó theo một cái nhóm Hubbard mùi hương thảo mộc, cho nên về độ tỏa nó không phải là quá là rộng, thậm chí nó chỉ hơi skin scent thôi, một mùi hương bám trong nảng trên da, nhưng cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì rất là tốt, trên 12 tiếng. Trên da mình là trên 12 tiếng. Do vậy, nếu như các anh em nào ưa thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, vẫn là đàn ông nhưng nó nhẹ nhàng và lịch sự, thì Hermes H24 là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo. Đây là một mùi hương thuộc nhóm Gourmand, mùi hương của mùi thức ăn, đồ ăn và bánh trái. Thì chai nước hoa này với cái tông mùi dựa trên cái bánh tiramisu, một cái mùi hương rất là ngọt, rất là thích hợp trong xài trong bắt đầu thu đông sắp tới rồi, thì một cái mùi hương của bánh ngọt rất là, mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp với cái style các anh em nào mà thanh niên ấy đó, tầm từ 24 bắt đầu chúng ta thích những cái mùi ngọt. Thì bên cạnh ví dụ như là Versace Eros thì Salvatore Ferragamo Uomo mình nghĩ cũng rất là thích hợp. Ở vị trí số 8 nó là một sản phẩm của nhà Dizzy và nó có tên Fuel for Life, một trong những chai nước hoa xuất sắc nhất của nhà nước hoa này. Một cái mùi hương mở đầu nó hơi gây cái hơi bị ác cảm hoặc là không ấn tượng khi mà người chai nước hoa này có một điểm dở, đó là khi mà mới xịt cái mùi hương quả mâm xôi nó khá là nồng, nó khá là ngái, cho nên nó tạo một cái cảm giác không dễ chịu khi mà người đấy một cái điểm trừ của chai nước hoa này. Thế nhưng sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ nó dry down xuống thì không còn gì để nói. Mình nhớ là mình đã từng nói về mùi hương này rồi. Mình nhớ một lần mình xịt và các chị em đang hỏi ngay lập tức rằng hôm nay mình đi hẹn hò với các chị em nào à. Chứng tỏ điều đó đồng nghĩa rằng mùi hương này nó rất là sexy trong ánh mắt các chị em. Các anh em nào nếu mà đang còn cô đơn mà chúng ta thích một cái mùi hương trong mùa thu đông này, xịt để đi hẹn hò, để đi giao lưu với các chị em, để mà làm sao kiếm được một cái mối nào đấy, đó, Dizzy Fuel for Life cộng thêm một hiệu năng mùi rất là tốt, rất đáng tiền để chúng ta sở hữu đó. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm mới ra mắt của nhà Dior và nó có tên Sauvage EDC. Mùi hương này như thế nào thì mình xin phép mình không nói đến, thế nhưng hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì bravo, cực kỳ xuất sắc, bám rất là mềm mại, dai dẳng và sức chịu đựng của nó thì rất là tốt. Do vậy mình sẽ hẹn các anh em trong một video riêng của nó. Thế nhưng về hiệu năng mùi thì Dior Sauvage EDC xứng đáng có trong cái list video này. Ok. Ở vị trí số 6 nào? 19, 8, 7. Ok. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà MFK và nó có tên là Grand Soir. Không dành cho cái một hoặc hai lần hoặc ba lần gửi mùi, thế nhưng biết đâu đấy là lần thứ tư, lần thứ năm thì các anh em sẽ mê mẩn mùi hương của chai nước hoa này với sự kết hợp của amber và vani khá độc đáo, không đụng hàng với nhiều chai nước hoa, cộng thêm một hiệu năng mùi rất là tốt, rất là ok.
Thử tưởng tượng trong cái mùa đông chúng ta ngồi một cái quán cà phê ven đường đó, lạnh, cơn gió lạnh của mùa đông, và mùi hương nào nó có thể khiến cho ví dụ như người đối diện ngồi cạnh cảm thấy nó ấm áp hơn, nó đỡ cảm thấy nó không gian nó đơn điệu hơn, thì Grand Soir nó chai hoa như thế. Ok, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Serop, và nó có tên Nasos. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Đây là một cái phiên bản giống mùi hương của nó thì tất nhiên là về thuốc lá khô cộng thêm vani. Đối với mình cảm nhận thì đây là một cái phiên bản nhẹ mùi hơn so với Tom Ford Tobacco Vani. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng Tobacco Vani quá là đậm, quá là gắt và quá sức chịu đựng của chúng ta theo nghĩa đen và theo cả nghĩa bóng, đó là ví tiền, thì Nasos là cái sự lựa chọn thú vị hơn. Mình nghĩ rằng là như thế. Mặc dù mình không phải là một fan quá hâm mộ về thuốc lá, hoặc nếu mà có hâm mộ thì mình thích Hero hơn. Có điều của mình thôi mà. Thế nhưng Nasos nó cũng rất xứng đáng. Nếu như các anh em nào thích tông mùi thuốc lá, và cái nữa là hiệu năng mùi của nó cũng rất là tốt. Đó. Ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Dior, và nó có tên Oud Isfahan. Có thể là hơi bé so với các anh em. Đó, em nó. Đây là một combo trầm hồng rất là hot trend hiện tại, và chai nước hoa này rất là thú vị với cái sự tất nhiên mùi của nó thì vẫn mang những đặc trưng rất là kiểu như rất là mạnh combo trầm hồng, nhưng tông mùi và cái cách blend mùi của nó rất là mượt mà. Đó thì Oud Isfahan với cái hiệu năng mùi cũng rất là tốt nữa. Anh em nào thích yêu thích một cái tông mùi nó phải mạnh, nó phải đậm và hiệu năng mùi tốt, thì Dior Isfahan là cái sự lựa chọn mình muốn giới thiệu. Ở vị trí số 3. Ok, chai nước hoa thì mình không có ở đây, đó là một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, Le Male Le Parfum. Với cái mùi hương và sự kết hợp giao thoa giữa Le Male và Jean Paul Entremet, đó nó là một cái sự hài hòa giữa hai cái sản phẩm đó, thì mình nghĩ rằng nó dịu hơn so với Entremet và nó bám mùi cũng rất là xuất sắc. Một chai nước hoa cá nhân mình thấy là hơi bị đánh giá, hơi bị thấp hơn so với cái tiềm năng của nó. Cá nhân mình thấy là không có một vấn đề gì về mùi hương của Le Male Le Parfum. Đôi khi là mọi người so sánh nó với Entremet và cảm giác rằng nó kiểu như nó không mới lạ hơn hẳn ấy, thì cho nó một cái số điểm thấp hơn và không ấn tượng. Nhưng mình thì lại cho rằng đấy cũng là một cái sản phẩm xuất sắc của nhà Jean Paul Gaultier. Do vậy Le Male Le Parfum cũng là một trong chai nước hoa trong cái list này. Đó. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain, và nó có tên Home. Đây là một chai nước hoa với cái sự kết hợp của bạc hà, của patchouli, tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là, nếu như anh em nào thích yêu thích một cái mùi hương của signature scent ấy, một cái mùi hương mà khi mà xịt mà chúng người ta sẽ phải luôn cảm thấy nó khác biệt và mọi người sẽ phải nhớ đến, thì Guerlain Homer là một trong chai nước hoa như thế. Không quá phù hợp với các anh em nào thanh niên tầm 28-29 bắt đầu xịt chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng sẽ hợp hơn, bởi vì cái tông mùi của nó rất là lịch sự, trưởng thành và nhã nhặn, rất thích hợp với office, là một đặc biệt office, và trong những không gian hẹp thì chúng ta cần một cái mùi hương bám mùi tốt, mùi hương nhã nhặn. Guerlain Homer. Đó. Và cuối cùng ở vị số 1, chai nước hoa mình muốn đến đây là một sản phẩm của nhà Armani, và nó có tên Code Profumo. Em gái này có một cái điều khá đáng tiếc, đôi khi mình cảm giác rằng giống, nó giống như kiểu là một cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng mà có thể là do số nhỏ cho nên là không được được mọi người yêu mến để cho vào lãnh cung, bởi vì Armani Code Profumo rõ ràng với một cái tông mùi rất xuất sắc dành cho mùa lạnh. Thế nhưng mình chưa bao giờ mình thấy nó là một cái mặt hàng hot trên thị trường. Mình không hiểu tại sao nhé. Đôi khi có những cái chai nước hoa mà mình không biết là tại sao, nhưng về hiệu năng mùi, về mùi hương nó rất là ok, thế nhưng mà không bao giờ được quá săn đón một cách quá là hot ở trên thị trường. Rất là ngạc nhiên luôn. Thì Armani Core Profumo là một trong chai nước hoa như thế. Nhưng mà các anh nói thật là các anh em nên sở hữu, đặc biệt là các anh em nào đã trưởng thành rồi ấy. Nó cũng không phải là dành cho thanh niên.
anh em nào trưởng thành rồi và chúng ta chỉ thích một mùi hương dùng cho mùa lạnh, các dịp bám mùi lâu, thì đây sản phẩm của nhà Armani sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí như thế. Đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em 10 chai nước hoa mùi thơm bám lâu, nói chung là về lợi ích kinh tế rất là tốt. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.